quên dầu khí đi tập trung vào du lịch và công nghiệp tác giả đỗ cao bảo Những năm trước đây, dầu khí là ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, đóng góp rất lớn vào ngân sách quốc gia, vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Những năm 2006-2007, thu từ dầu thô chiếm trên 1 phần tư ngân sách nhà nước. Thế nhưng đã hơn 10 năm nay, tổng sản lượng khai thác dầu không tăng, cộng với giá dầu thô trên thế giới giảm. Trong khi các ngành kinh tế khác tăng trưởng nhanh, thu từ dầu thô giảm từ 26,65% ngân sách nhà nước năm 2006 xuống còn có 3,16% ngân sách nhà nước năm 2017. Thời thế đã đổi thay, hiện tại dầu khí và tài nguyên khoáng sản không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế nữa. Vậy động lực tăng trưởng kinh tế đất nước dựa vào đâu? Câu trả lời là công nghiệp, chế biến, chế tạo và dịch vụ, đặc biệt là du lịch du lịch là ngành kinh tế tăng trưởng cao nhất. Trong khi nền kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng cỡ 6,2% đến 6,7%, thì ngành du lịch tăng trưởng 13%, hơn gấp 2 lần, đóng góp vào 1% tăng trưởng kinh tế quốc gia. Đặc biệt, số du khách quốc tế tăng trưởng 26,9% năm 2006 và 28,4% 9 tháng năm 2017. Nhiều bạn nói, tăng trưởng của du lịch chủ yếu nhờ khách Trung Quốc và khách Trung Quốc đến nhiều thì sẽ mất khách Âu, Mỹ, Nhật. Thế nhưng thực tế không phải như vậy. Năm 2016, du khách Trung Quốc tăng trưởng 51,4%, du khách Hàn Quốc tăng trưởng 38,7%, nhưng sang năm 2017 thì du khách Hàn Quốc lại tăng trưởng 51,2%, còn du khách Trung Quốc tăng trưởng 47,7%. Trong 9 tháng đầu năm 2017, số du khách Trung Quốc đến Việt Nam là 2,9 triệu, còn số du khách Hàn Quốc đến Việt Nam là 1,7 triệu, mặc dù dân số Trung Quốc gấp 27,5 lần dân số Hàn Quốc. Tuy du khách Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều, nhưng du khách Âu, Mỹ không bỏ đi như nhiều người nghĩ bằng chứng là du khách Âu, Mỹ đến Việt Nam vẫn tăng trưởng từ 10% đến 40%. Trong đó, Mỹ, Canada tăng trưởng từ 10 đến 16%, châu Âu tăng trưởng từ 12 đến 19%, Úc và New Zealand tăng trưởng 12%. Để có thể đón 13 triệu du khách quốc tế, 62 triệu du khách nội địa, ngành du lịch Việt Nam có 21.000 cơ sở lưu trú trong đó có 112 khách sạn 5 sao, 244 khách sạn 4 sao. Việt Nam có khách sạn tốt thứ hai châu Á. Trong số 50 khách sạn tốt nhất thế giới do CN Travel tổ chức bình chọn, từ 300.000 du khách, khách sạn Rivoria Sài Gòn được xếp hạng thứ 4 sau các khách sạn Reserve Paris, Lohi, New Delhi, Somerset, UK vượt hai khách sạn tốt nhất Singapore thứ 16 và 45, vượt khách sạn Ritz Carlton Nhật Bản thứ 41. Ngày cả Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan cũng không có khách sạn nào lọt vào top 50. Một điểm đặc biệt quan trọng nữa chính là sự tăng trưởng của ngành du lịch sẽ kéo theo sự tăng trưởng của ngành vận tải, hàng không, hàng hải, đường sắt và đường bộ, dịch vụ ăn uống mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe. Theo thống kê, doanh thu ngành du lịch năm 2016 đạt 400.000 tỷ đồng, tương đương 17,62 tỷ USD. Nếu cứ giữ tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì trong vòng 10 năm nữa, du lịch sẽ trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất, đóng góp nhiều nhất vào GDP, vào tăng trưởng kinh tế quốc gia không phải bỗng dưng mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói, thả tăng một triệu khách du lịch còn hơn tăng một triệu tấn dầu thô, vì du lịch vừa xanh, vừa sạch, vừa đẹp. Dầu khí đã từng là ngành kinh tế vua, chiếm 25% đến 26% thu ngân sách. Rất tiếc rằng năm 2017, thu từ dầu khí chỉ còn có 3,16% thu ngân sách, than và tài nguyên khoáng sản còn tệ hơn dầu khí. Vậy, ngoài du lịch xa thì ngành kinh tế nào sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam? Năm 2016, tổng doanh thu dịch vụ chỉ chiếm có 40% GDP quốc gia, còn kém xa con số 65% đến 80% ở các nước phát triển. Như vậy, muốn đảm bảo phát triển bền vững, chúng ta cần tập trung vào lĩnh vực dịch vụ. Đặc biệt là dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, ngành kinh tế cần ít vốn đầu tư nhất, phù hợp với người Việt Nam nhất. Thế nhưng khi nhìn vào cấu trúc lao động của Việt Nam hiện tại, chúng ta sẽ thấy để công nghệ thông tin, viễn thông trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn cần một chặng đường rất dài nữa, bởi đơn giản là Việt Nam chúng ta hiện không có đủ nhân lực ở quy mô lớn cho công nghệ thông tin, viễn thông. Hiện tại Việt Nam có gần 55 triệu lao động trong đó chỉ có 35% có trình độ cao đẳng, đại học, còn 65% là trình độ trung cấp, sơ cấp nghề, công nhân và lao động phổ thông. Trong 55 triệu lao động thì có 40% làm về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, 34% làm về dịch vụ và 25% làm về công nghiệp và xây dựng. Như vậy chúng ta chỉ có 40% lao động thuộc lĩnh vực có năng suất lao động thấp, chỉ đóng góp chưa đến 5% kim ngạch xuất khẩu. Số lao động năng suất thấp này cần chuyển đổi sang lĩnh vực có năng suất cao là dịch vụ và công nghiệp. Thế nhưng với trình độ thấp, số lao động nông lâm thủy sản chỉ có thể chuyển sang lĩnh vực công nghiệp là phù hợp nhất. Ta có làm công nghiệp được không? Tôi cho rằng có 3 lĩnh vực công nghiệp mà Việt Nam chúng ta có thể làm tốt ở quy mô lớn là công nghiệp phụ trợ, đồ gỗ và các sản phẩm từ gỗ, xây dựng và nội thất dân dụng. Samsung Việt Nam là doanh nghiệp có quy mô 150.000 lao động, doanh thu 1,05 triệu tỷ đồng, 46,25 tỷ USD. Năm 2017, tỷ lệ nội địa của Samsung Việt Nam đạt 57%, tức doanh thu của 50 doanh nghiệp phụ trợ cho Samsung đạt cỡ 25 tỷ USD. Theo tôi được biết thì phần lớn các doanh nghiệp phụ trợ cấp 1 cho Samsung là các doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc và Trung Quốc các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực để trở thành doanh nghiệp phụ trợ cấp 1, còn không trước mắt chấp nhận làm phụ trợ cấp 2, cấp 3. Việc Samsung cùng các doanh nghiệp phụ trợ đã tạo ra 200.000 việc làm cho lao động Việt Nam và 50.000 chuyên gia nước ngoài và gia đình làm việc, sống và học tập ở Việt Nam đã đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Theo dự báo thì năm 2017, gỗ và các sản phẩm từ gỗ có thể đạt được con số 8 tỷ USD xuất khẩu, sấp xỉ bằng kim ngạch xuất khẩu của gạo, cà phê, chè, hạt tiêu, hạt điều và cao su, vượt kim ngạch xuất khẩu thủy, hải sản. Nhiều người sẽ lo lắng về nạn phá rừng nếu đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ. Thế nhưng các thị trường xuất khẩu đầu gỗ chủ yếu của Việt Nam là Mỹ, eu nhật bản và hàn quốc không chấp nhận đồ gỗ có xuất xứ không rõ ràng không phải là gỗ khai thác từ rừng già muốn được chấp nhận các doanh nghiệp gỗ buộc phải chọn các loại gỗ trồng như gỗ tràm gỗ cao su gỗ mít gỗ xoan đào và các loại gỗ nhập khẩu chính thống như gỗ sồi gỗ rẻ gai gỗ óc chó gỗ thông Trước đây, các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam khó cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng một vài năm gần đây, giá thành đồ gỗ của Trung Quốc bắt đầu cao, đồ gỗ của Việt Nam đã đủ sức cạnh tranh cả về chất lượng lẫn giá thành. Theo quan điểm cá nhân tôi thì lĩnh vực chế tạo máy móc, máy tính, điện thoại di động, đồ điện tử, chúng ta hãy nỗ lực để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, càng nhiều càng tốt, không nhất thiết phải chế tạo trực tiếp ra sản phẩm made in Việt Nam. Uy Uyên việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại